Chi tiết kinh dị được tiết lộ trong vụ giết chồng sắp cưới của sát thủ cosplay Melissa Turner. Chào bạn, hãy nhắm mắt lại và chuẩn bị tinh thần cho bản thân để đón nhận một câu chuyện đầy kịch tính và hấp dẫn. Đây là câu chuyện về Matthew Chrysler, người đã đắm chìm trong tình yêu với một người mẫu hóa trang và diễn viên tên là Melissa Turner vào năm 2017. Nhưng điều mà Matthew không thể ngờ là phụ nữ mà anh ta cho là đã hiểu rõ, người mà anh ta tưởng cô ấy chỉ đơn thuần là thích hóa trang, thích mặc đồ vào lễ Halloween, lại có khả năng biến những ước mơ vô hại thành những câu chuyện kinh dị thực sự. Và một trong số đó đang diễn ra trong cuộc sống của anh ta. Vậy thì chuyện kinh dị là gì? Trước khi vào vụ án, nếu bạn muốn nghe những suy luận, những tư duy giải mã bí ẩn của các vụ án hay là thích kinh dị thì có thể ghé qua kênh Chủ Bí Ẩn ủng hộ team nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Câu chuyện ngày hôm nay diễn ra tại Riverview, một khu vực ở phía đông nam của Tampa, Florida. Riverview nằm bên bờ sông Alafia và được biết đến như một trong những khu dân cư cổ xưa nhất trong tiểu bang này. Với những ngôi nhà lộng lẫy, công viên tuyệt đẹp, hồ nước mênh mông và những con đường ngoại ô xanh mướt, Riverview trở thành điểm đến lý tưởng cho các gia đình và đôi tình nhân tìm kiếm sự yên bình và thư giãn. Ở Riverview, Melissa Turner, 26 tuổi, và Matthew Chrysler, 25 tuổi, đã mua ngôi nhà đầu tiên của họ trên con đường Whitebourne vào tháng 12 năm 2018. Matthew đã chia sẻ một đoạn video với mọi người trên trang Facebook cá nhân, cho chúng ta một cái nhìn sơ qua về ngôi nhà. Trong đoạn video, chúng ta thấy Melissa với mái tóc đỏ rực đang vui vẻ quét dọn ghế sofa cùng tiếng cười phấn khích của bạn trai cô ấy. Nhưng hãy cẩn thận, đó chỉ là trí tưởng tượng nhẹ nhàng về cuộc sống hạnh phúc thôi. Những gì đang chờ đợi Matthew và Melissa không phải là những khoảnh khắc ngọt ngào như vậy. Một điều bí ẩn và tăm tối đang rình rập, sẵn sàng lật tung cuộc sống của hai người. Trước hết, hãy cùng quay về quá khứ để mình có thể kể về người phụ nữ đó để phân tích tâm lý cũng như bối cảnh vụ án. Melissa Turner, người vô tình gặp Matthew Chrysler khi cô ấy chỉ mới 18, và trước đó cuộc sống của cô hoàn toàn khác biệt so với những gì mà anh ấy nghĩ. Trước đó cô đang trong những thời khắc tăm tối nhất của cuộc đời. Melissa ghét bản thân mình và thường xuyên đấu tranh với cơn trầm cảm. Nhưng khi đó, một người bạn trai khiến cô quyết định thay đổi bản thân. 2 năm sau, Melissa thay đổi cả về sức khỏe và cuộc sống. Cô giảm cân còn 45kg và trở nên xinh đẹp hơn bao giờ hết. Melissa thực sự yêu cuộc sống và cơ thể mới của mình, có thể thậm chí là hơi quá một chút. Cô ấy bắt đầu muốn chia sẻ cơ thể của mình với thế giới từ việc đăng những bức ảnh khỏa thân ẩn danh trên Tumblr dưới tên tài khoản là Thorn Rose. Và vào một đêm tại một buổi tiệc, Melissa đã trò chuyện với một cô gái đã trải qua những trải nghiệm tương tự. Nhưng thay vì ẩn danh, cô gái này đã tận dụng cơ thể của mình trên các trang web người lớn trực tuyến. Cô là một người mẫu trực tuyến, biểu diễn trực tiếp trên mạng để thu hút khán giả trả tiền cho mình. Thấy tiềm năng, ngay hôm sau Melissa cũng phát sóng video đầu tiên. 3 tháng sau, cô từ bỏ 2 công việc bán thời gian để trở thành một người mẫu trực tuyến chuyên nghiệp. Cô cho biết ban đầu chỉ muốn làm một thời gian ngắn để trả nợ, nhưng tiền kiếm được quá dễ và nhanh chóng đã khiến cô không thể bỏ qua. 2 năm sau, Melissa không chỉ không rời bỏ công việc này mà cô còn đạt được thành công đáng kể với các khán giả trực tuyến. Từ ngay những bước đầu tiên, cuộc sống của Melissa đã thay đổi hoàn toàn khi cô bước vào thế giới náo nhiệt của ngành người mẫu trực tuyến. Trong thời gian ngắn, cô đã tạo ra một sự thay đổi về tài chính, đảm bảo sự sung túc cho cuộc sống của mình. Tuy nhiên, những nguồn thu nhập dường như đang giảm dần khi các người mẫu mới nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả. Nhưng Melissa không dừng lại, cô quyết định khám phá lĩnh vực mới đầy thách thức bằng cách tự mình tạo ra và bán các bộ phim người lớn. Với sự nổi tiếng từ vai trò người mẫu, Melissa đã xây dựng được một đội ngũ fan hâm mộ. Những người hâm mộ này sẵn lòng chi tiền để sở hữu những bộ phim người lớn do cô tự sản xuất, được quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội. Mỗi ngày, những bộ phim này trở nên đa dạng hơn với các trang phục cosplay cùng các trò chơi vai diễn khi Melissa biến hóa thành nhân vật khác nhau. Một chủ đề phổ biến trong thế giới cosplay của Melissa là kinh dị. Trong tháng 10, những bộ phim cosplay kinh dị của cô gây sốt cộng đồng mạng. Dường như việc Melissa thỏa mãn niềm vui và sự sáng tạo của mình chỉ là trò chơi vô hại. Nhưng trong tương lai gần, nó sẽ trở thành câu chuyện đầy đen tối. Một người dùng trên diễn đàn đã mô tả những bộ phim của Melissa. Cô ấy đã quay những cảnh rất điên rồ. Cô ấy luôn hướng tới những điều tăm tối và đẫm máu. Năm 2016, Melissa đã kiếm được một số tiền đáng kể, đủ để mở studio riêng. Theo Melissa, các người mẫu trực tuyến đã thường than phiền vì thiếu không gian riêng tư để phát sóng video. Và người bạn trai của cô đã nhìn thấy cơ hội trong điều đó, nên họ cùng nhau tạo ra một thế giới tràn đầy sự quyến rũ cho người mẫu trực tuyến. Họ đã tạo ra một không gian chất lượng, nơi những video nóng bỏng của người mẫu được phát sóng chỉ với một khoản phí nhỏ. Bắt đầu thì mô hình kinh doanh này bùng nổ mạnh mẽ, thành công ập đến và Melissa cảm thấy như mình đang sống trong mơ vậy.
Nhưng rồi những cơn sóng bắt đầu khi mà Melissa đăng một bài viết về bộ mặt thật của cậu bạn trai cũ sau thời gian sống chung cùng nhau. Và cơn mưa yêu cầu từ các cô gái muốn trở thành người mẫu trực tuyến tràn ngập, nhưng cô ấy không thể đáp ứng được hết. Vì nghe theo tên bạn trai tồi đó mà cô đã nảy ra ý tưởng mở một studio với phòng truyền hình trực tuyến. Melissa phải làm tất cả mọi công việc một mình, từ kiếm người mẫu đến chỉnh sửa video, thiết lập kỹ thuật và tất cả công việc khác. Cô hy vọng sẽ thành công lớn, nhưng sự phát triển biến thành gánh nặng khiến cô tràn đầy sự tức giận và thất vọng. Cuộc sống của Melissa chìm trong biển cả đen tối. Cô không chỉ đối mặt với một dự án kinh doanh thất bại mà còn phải chịu đựng sự chia tay từ người bạn trai. Nhưng chỉ vài tuần sau, tất cả những gì Melissa trải qua sẽ trở nên vô nghĩa bởi sự xuất hiện của một người đàn ông khác, và anh ta chính là Matthew. Cuộc gặp gỡ này không chỉ mang đến tình yêu mà còn dường như là một mối quan hệ chân thành và mãnh liệt. Matthew Chusler, 23 tuổi, là một người kiên cường, đầy sức trẻ, xuất hiện như một cơn gió lạ trong cuộc đời Melissa. Anh ta sinh ra và lớn lên tại Massachusetts, đã vinh dự được tốt nghiệp đại học Westfield State. Với kinh nghiệm làm việc như một người quản lý tại một nhà hàng Ý, Matthew đã chinh phục mọi người bằng sự vui vẻ và sự chăm chỉ. Người bạn thân của anh, Jenna Smith, không tiếc lời khen ngợi Matthew với sự khâm phục về tính cách của anh ấy và tình yêu mà anh trao cho mọi người. Tuy nhiên, vào năm 2015, Matthew quyết định bước vào một cuộc sống mới tại Tampa Bay, Florida, nơi anh trai của mình là Shane Trostler định cư từ trước. Anh nhanh chóng tìm được công việc tại một công ty công nghệ tiên tiến trên đất nước nhiệt đới này. Rồi tới 2017, số phận đã đẩy đưa Matthew và Melissa gặp nhau. Một tình yêu không thể đoán trước đã nhen nhóm trong tim của họ. Dù không biết rõ những gì đã kết nối giữa hai người, nhưng tình yêu ấy đã bùng cháy mãnh liệt. Và như chúng ta biết, cuối 2018, tình cảm của cặp đôi trở nên đủ sâu đậm để họ quyết định mua một ngôi nhà chung, chắp cánh cho tương lai hạnh phúc. Ngôi nhà 2 tầng trên đường Wybane ở Riverview đã trở thành địa điểm của những biến cố đầy kịch tính. Họ đã dọn đến cùng với những chú mèo và chó yêu quý. Rồi họ tổ chức một buổi tiệc đính hôn như là một món quà để kỷ niệm sinh nhật lần thứ 25 của Matthew vào ngày 11 tháng 1 năm 2019. Đăng trên trang Facebook cá nhân, anh ấy viết: "Một phần tư thế kỷ trôi qua và tôi có một ngôi nhà mới, một chú chó con, 4 người bạn mèo và một cô gái tuyệt vời." Thông tin trên trang mạng xã hội của Melissa bị xóa sạch, chỉ còn lại những tấm ảnh được cứu vớt từ quá khứ. Trong đó thì có một bức ảnh đáng lo ngại chụp cặp đôi trong một buổi tiệc Halloween năm 2017. Khi đó thì Melissa và Matthew trang điểm hóa thân tạo thành một cảnh tượng đặc biệt đáng sợ. Và điều đáng nói là 2 năm sau, những trang trí Halloween sẽ lại xuất hiện. Nhưng lần này, máu trên người Melissa và Matthew là thật. Từ những dấu hiệu đầu tiên, mọi thứ bắt đầu hé lộ những vấn đề trong hạnh phúc của họ. Lời tố cáo của anh trai Matthew phơi bày mối quan hệ đen tối giữa Melissa và Matthew. Anh ta nói Melissa cô lập Matthew khỏi gia đình và lợi dụng anh ta. Một người hàng xóm của hai người miêu tả Melissa như một người điên khi họ vừa chuyển đến ngôi nhà mới. Họ đã tổ chức một buổi tiệc lớn và đã có một cô gái đang la hét thảm thiết để cố gắng rời đi. Khi nghe thấy âm thanh đó, bà ấy lập tức chạy tới cửa sổ để xem chuyện gì xảy ra và bà thấy cô gái đó bị giật tóc, bị kéo trở lại ngôi nhà. Cảnh tượng đó khiến người hàng xóm không khỏi kinh ngạc. Nhưng có thể đó chỉ là một phần trong trò cosplay, bởi vì chúng ta biết rằng trong thời điểm này thì cosplay kinh dị đang trở thành mốt lan truyền trên mạng và video trực tuyến của Melissa. Vậy thì sự thật là gì? Trong vòng chưa đầy một năm từ khi họ chuyển đến ngôi nhà mới, số phận của Matthew và Melissa được định đoạt bởi sự kiện kinh hoàng. 8 giờ 45 phút sáng ngày 18 tháng 10 năm 2019, chuông báo 911 vang lên tại trạm cảnh sát địa phương. Melissa Turner vừa phát hiện ra một cảnh tượng đáng sợ trên ban công. Thi thể của người bạn trai Matthew nhuốm đầy máu tươi, bị kẹt giữa sự hoảng loạn và sợ hãi. Tuy Melissa không biết chuyện gì, cô ấy cố gắng sơ cứu tạm thời, nhưng đáng tiếc là không có bất kỳ phản ứng nào từ Matthew. Thám tử Brian Lagasse, một thành viên của sở cảnh sát quận Hillbrook, là một trong những thám tử đầu tiên đến hiện trường. Ấn tượng đầu tiên khi tới đây là ngay phía trước ngôi nhà là một bức tranh đẫm máu với những con quỷ cùng vật trang trí Halloween đáng sợ. Còn trên ban công là thi thể của Matthew chết từ lâu, cùng với Melissa đang ngồi gục bên cạnh, vẻ mặt hoang mang lo sợ. Melissa kể lại câu chuyện cho Lagasse tương tự như cách mà cô kể cho nhân viên trạm cấp cứu 911. Cô cho biết cô đã tìm thấy Matthew đã chết và không biết chuyện gì đã xảy ra với anh ta. Tuy nhiên, khi cảnh sát yêu cầu Melissa đến trụ sở để đối diện với một loạt câu hỏi gắt gao thì không ai ngờ rằng cô đã thay đổi toàn bộ câu chuyện. Những gì cô kể không chỉ đơn thuần là một cuộc cãi vã mà là một cuộc chiến.
Theo đó thì Matthew uống rượu suốt cả ngày và một cơn giận bỗng nhiên bùng phát vào khoảng 4 giờ sáng. Cô tâm sự rằng cô bày tỏ sự tức giận và dữ dội và anh ta đáp lại bằng cách nắm lấy một con dao sắc nhọn. Melissa cố gắng lấy con dao đó, nhưng trong một cuộc đấu tranh khốc liệt, lưỡi dao cắt vào tay cô. Tình huống leo thang và anh ta cào cổ cô rồi quăng cô qua mặt bếp trước khi bóp cổ cô. Nhưng lúc đó sự tự vệ trỗi dậy trong Melissa và cô lấy con dao mà anh ta sử dụng đâm thẳng vào lưng anh ta. Tuy Melissa thực sự bị thương ở tay, nhưng vết thương đó giống hệt một vết cắt từ việc chuẩn bị đồ ăn. Trong khi đó thì Matthew mang trên mình vết thương lớn ở giữa lưng, ngoài ra còn nhiều vết cắt khác trên cơ thể, bao gồm một vết rách đáng kinh ngạc ở gân trên cánh tay phải và một vết cắt ở giữa ngực, cùng với vết thương phòng vệ trên cánh tay phải. Để tìm ra sự thật, các thám tử đã bắt đầu kiểm tra đoạn video giám sát ghi lại từ căn nhà góc phố. Những hình ảnh mà họ tìm thấy không chỉ làm lạnh lòng người mà còn trở thành bằng chứng chống lại Melissa. Khoảng 4 giờ 30 phút sáng, một giọng nữ được ghi lại rõ ràng. "Em ở dưới đấy." Nhưng điều đáng sợ là sau đó có 5 phút, tiếng kính vỡ vang lên kèm theo giọng nữ nói "Em ghét anh." Và cô không ngừng lặp lại "Anh dậy đi." Trong 2 phút tiếp theo, âm thanh va đập, tiếng la hét và giọng nữ lại cất lên "Anh dậy đi, đừng kiêu căng, tôi ghét anh." Và cô lặp đi lặp lại nhiều lần "Anh chết đi." 4 giờ 43 phút sáng, tiếng đánh và giọng nam cũng được ghi lại, mặc dù không rõ nghe được những gì anh ấy nói. Cuộc cãi vã tiếp tục cho tới khi giọng nữ hét lên là "Không." Và rồi, mình đã làm gì vậy? Hơn nữa, Matthew được đeo trên cổ tay một chiếc đồng hồ thông minh đo nhịp tim. Những con số trên màn hình đen kịt của đồng hồ đáng sợ cho thấy không có nhịp tim nào được ghi nhận từ Matthew trong 4 giờ trước khi Melissa gọi tới dịch vụ cấp cứu. Công tố viên đưa ra một giả thuyết. Trước khi cái chết đáng ngờ xảy ra, cặp đôi có một cuộc cãi vã kinh hoàng trên ban công hồ bơi. Melissa không có một chút nỗ lực nào để cứu Matthew. Cô ta đâm anh ta nhiều lần để chờ đợi trong 4 giờ để đảm bảo anh ta đã chết trước khi cô quyết định gọi cơ quan chức năng. Ngoài ra, tại camera gần đó cho thấy trong suốt khoảng thời gian Matthew chết, không có ai ra vào căn nhà. Phiên tòa xét xử Melissa được diễn ra vào tháng 2 năm 2022. Trong buổi tuyên án diễn ra tại phòng xử số 55S tại tòa án quận Hillsborough, hôm đó không khí trong phòng xử án rất căng thẳng khi thành viên hội đồng xét xử chăm chú nghe lời khai đầy áp lực từ các kỹ thuật viên. Trong cuộc trò chuyện trước phiên tòa với Melissa, cô không phủ nhận rằng cô đã đâm Matthew tại ngôi nhà của họ tại quận Hillsborough vào tháng 10 năm 2019. Tuy nhiên, cô cho rằng cô chỉ đơn giản là tự vệ. Luật sư John Trevina, người đại diện cho Turner biện hộ, ông đặt câu hỏi về chất lượng âm thanh trong băng ghi của Ness và tin rằng đó là bằng chứng sẽ giúp hội thẩm đoàn hiểu rằng bị cáo của ông vô tội. Melissa không ngừng lập luận rằng cô là nạn nhân. Cô đấu tranh trong cái bóng của Matthew, đấu tranh với sự nghiện rượu và sức khỏe tâm thần của anh ta. Nhưng liệu bồi thẩm đoàn có tin những lời tuyên bố đó không? Hay chỉ thấy đó là sự cố gắng bào chữa? Cô ta nói anh ta là tất cả với tôi và tôi không muốn làm điều đó với anh ta. Đó là điều cuối cùng mà anh ta muốn. Và tôi biết điều đó vì anh ta luôn che giấu tất cả, từ việc uống rượu đến những cơn ác mộng trong tâm trí. Anh ta cố gắng chôn vùi mọi thứ để không ai biết, nhưng tôi không thể chịu nổi nữa, Melissa tuyên bố với cảm xúc cháy bỏng trong giọng nói. Nhưng bồi thẩm đoàn thì không bao giờ tin như vậy. Họ đứng vững trong sự lạnh lùng của công lý, không bị lôi cuốn vào những nỗi đau cá nhân hay lời thú tội chạm tới trái tim. Và khi những lời tuyên án cuối cùng được đặt ra, khi tiếng gõ búa pháp luật vang lên, Melissa chính thức bị kết tội giết người bậc hai. Bức tranh tăm tối của tội ác được vẽ xong và cô ta đối mặt với 20 năm tù giam, những năm tháng vô tận trong sự cô đơn và hối hận. Vậy điều gì thúc đẩy Melissa đâm bạn trai của mình, để anh ta chảy máu trên sân hiên của ngôi nhà mà họ đã cùng mua? Điều này không một ai biết. Khi hỏi về điều này, cô ta chỉ im lặng. Có những điều không thể lý giải và cũng không thể biết được. Trong bóng tối của tội ác, câu trả lời không thể nào lộ ra. Và câu chuyện này chính là một minh chứng rõ ràng cho việc bạn thực sự sẽ không bao giờ hiểu rõ mọi thứ. Và đó là câu chuyện của hôm nay. Bạn thấy vụ án thế nào? Bạn có suy nghĩ gì hãy cùng comment phía dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã xem tới phút cuối. Xin chào và hẹn gặp lại.